Ngày 6 tháng 8, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa bắt khẩn cấp đối tượng Trần Hữu Sơn, 38 tuổi, ngụ phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, là nghi can sát hại chị N, 37 tuổi, quê tỉnh Bến Tre, là chủ tiệm cắt tóc, gội đầu trên đường Bùi Văn Hòa, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Bước đầu Sơn khai có mối quan hệ tình cảm với chị N và thường xuyên đến chơi tiệm cắt tóc. Trưa 5 tháng 8, Sơn đến tiệm cắt tóc và thấy chị N nhắn tin qua lại với một người đàn ông khác. Nghi ngờ chị N có mối quan hệ với người khác nên cả hai xảy ra cự cãi. Sau đó Sơn lấy dao tấn công khiến chị N gục tại chỗ. Gây án xong, Sơn lấy điện thoại, chiếc bóp của chị N có khoảng 4 triệu đồng và rời khỏi hiện trường. Tiếp đó, Sơn đón xe ôm về phòng trọ ở phường Long Bình và dùng số tiền để chơi game. Lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét, bắt giữ đối tượng, thu giữ các tang vật có liên quan. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết tính đến 11 giờ ngày 6 tháng 8, mưa lũ ở Lai Châu và Yên Bái đã làm 6 người thiệt mạng, Sơn La cũng có 1 người. Cụ thể, tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu có 4 người thiệt mạng do lũ cuốn và do lở đất. Tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái có 2 cháu bé thiệt mạng do đá lở lăn vào nhà. Tỉnh Lai Châu đã cấp tốc sơ tán 4 gia đình khỏi nơi nguy hiểm. Còn tại tỉnh Sơn La, tính đến 10 giờ sáng 6 tháng 8, có 1 người chết do lũ cuốn là anh Lò Văn La, sinh năm 1990, ở bản Nà Lết, xã Triền Lao, huyện Mường La. Cũng ở huyện Mường La có 8 căn nhà bị sập thuộc xã Triền Lao và Triền Hoa, 28 căn nhà phải di dời khẩn cấp do sạt lở đã lăn vào nhà. Ngày 6 tháng 8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông cho biết vết nứt lún đất trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tổ dân phố 9, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa tiếp tục lan rộng và nghiêm trọng hơn. Theo ghi nhận tại hiện trường, có một phần đường đã bị sạt trượt xuống triền dốc bên dưới sâu gần 3 mét. Mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài hàng chục mét. Phía bên dưới khu vực sạt trượt hiện có hàng chục nhà dân. Như báo Sài Gòn Giải Phóng phản ánh, trước đó vào sáng 1 tháng 8 tại đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tổ dân phố 9, phường Nghĩa Thành, xuất hiện vết nứt lún đất, độ rộng vết nứt từ 20cm đến 40cm, vết nứt kéo dài khoảng hơn 10m. Cùng với đó, nhà của một số hộ dân phía bên dưới khu vực sạt lở có hiện tượng lún đất nứt toát. Kể từ khi kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội được triển khai, từ đầu tháng 3 đến nay nhiều tuyến đường, tuyến phố được kẻ vạch phân chia vỉa hè, sắp xếp xe máy gọn gàng, nhờ đó đã có phần đường cho người đi bộ trên vỉa hè. Theo ghi nhận của báo Sài Gòn Giải Phóng, phần lớn các tuyến phố bố trí phần vỉa hè cho xe máy là phần giáp lề đường, phần bên trong dành cho người đi bộ. Thế nhưng tại phố Lê Văn Hưu, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, một số đoạn chính quyền sở tại lại dành phần bên trong cho xe máy, bố trí phần bên ngoài cho người đi bộ. Vì vậy, người đi bộ, khách du lịch phải xuống lòng đường mà đi nếu không muốn đâm thẳng vào gốc cây tủ điện. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị số 24 trên CTTTC về việc đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất xuất khẩu gạo bền vững trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian qua, tình hình thương mại lương thực toàn cầu diễn biến phức tạp, giá gạo có xu hướng tăng cao do một số nước cấm xuất khẩu, giảm lượng gạo bán ra, một số nước khác tăng mua dự trữ gạo, thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen hết hiệu lực, ảnh hưởng các hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai và hạn hán. Tại Việt Nam, một số địa phương có hiện tượng mua gom lúa gạo ồ ạt, gây mất cân đối cung cầu cục bộ, đẩy giá lúa gạo trong nước lên cao bất hợp lý. Đáng chú ý, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường theo dõi sát tình hình, kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất lưu thông, tiêu thụ lúa gạo trên địa bàn và việc duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu của các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ trục lợi bất chính, đẩy giá lúa gạo lên cao bất hợp lý, gây bất ổn thị trường trong nước, uy tín của thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.